chợ đầu mối phía Nam, nơi cung cấp thực phẩm lớn cho Hà Nội. Không khó để chúng tôi tìm được khu vực đồ buôn gia cầm. Đáng nói khoảng 90% gà tại đây là đông lạnh và không giấu kiểm dịch. Hay nói cách khác, sẽ chẳng bất ngờ gì nếu những lườn gà, đùi gà, nguyên liệu này dễ bị nhiễm khuẩn. Mày bây giờ bao nhiêu tiền cân đấy chị? 6 nhất rồi. Đây, nhà tôi trở về đây cân luôn cho mối. Gà tàu nó giống như gà mía. Mặc dù Trung Quốc đang bùng phát dịch cúm AH5N1 và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo về việc chủ động phòng chống dịch cúm AH5N1, thế nhưng gà vịt vẫn đang được thu mua hàng ngày với số lượng lớn. Còn màu gà ở bên Trung Quốc hay lây lan và dịch bệnh sợ. Màu là gà ta nhé. Đỏ đó, ở chung người ta nhập lậu. Cái gì ạ? Người ta nhập lậu về người ta bán. Mấy chuyến mấy tạ? Chuyến là mười mấy tấn. Mười mấy tấn? Xe to. Cách đó không xa, hoạt động mua bán và giết mổ gia cầm sống diễn ra nhộn nhịp. Nước thải, phế thải từ hoạt động giết mổ chảy tràn ra xung quanh. Dịch cúm gia cầm đang có nguy cơ bùng phát, nhưng lực lượng chức năng vẫn ngó lơ trước nguy cơ lây lan dịch bệnh từ hoạt động giết mổ tự phát này. Ngành chăn nuôi là phải đối mặt với rất nhiều cái vấn đề, đặc biệt là vấn đề liên quan dịch bệnh. Nguy hiểm ở chỗ là nó có thể lây lan sang người. Đại đa số các cái dịch bệnh khác thì chúng ta kiểm soát được tốt thông qua kiểm dịch. Nếu như các cái sản phẩm để được nhập một cách chính ngạch, nhưng mà nếu mà sản phẩm đấy nó đi bằng con đường không chính ngạch hoặc là bằng các con đường du lịch hoặc tiểu ngạch đấy, hoặc là những cái con đường mà nó ta không kiểm soát được thì nó là vấn đề. Rồi một cái khó khăn nữa đối với dịch cúm gia cầm thì không phải nó chỉ lây lan qua các cái sản phẩm để làm thực phẩm mà còn lây lan qua các cái đàn chim di cư. Thì đấy chính là những cái khó khăn nó khác biệt so với lại các cái dịch cúm khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, H5N1 có thể lây từ người sang người, dù ít khả năng xảy ra. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp nhiễm bệnh trên người là do tiếp xúc gần với gia cầm nhiễm bệnh trong thời gian dài. Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm H5N1 lên tới 50% trong vòng 15 năm qua, cao hơn SARS 10% và tỷ lệ tử vong do virus corona mới phát hiện ở mức 2%. Từ năm 2003 đến năm 2019, WHO ghi nhận tổng cộng 861 trường hợp bệnh nhân nhiễm H5N1 trên thế giới, trong đó có 455 người tử vong. Tại Trung Quốc, 53 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận trong 16 năm qua, trong đó có 31 người tử vong. Để chủ động phòng chống bệnh cúm AH5N1, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau. Không ăn gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín, uống chín. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và các sản phẩm từ gia cầm ốm, chết hoặc không rõ nguồn gốc. Đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng cho gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y.